Xin trở lại phần tin trong nước. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm 11 tuyến đường đủ điều kiện tổ chức làm điểm kinh doanh, mua, bán hàng hóa và triển khai 52 tuyến đường đủ điều kiện tổ chức làm điểm kinh doanh, mua, bán hàng hóa trên địa bàn quận 1. Qua gần 5 tháng tổ chức thí điểm, đã có 374 trường hợp đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố, trong đó nhiều nhất là tại phường Bến Thành với 179 trường hợp. Tổng diện tích hè phố đăng ký sử dụng tạm thời là hơn 3.160 m². Tổng số phí thu được là hơn 810 triệu đồng. Kết quả thí điểm cho thấy trật tự đô thị, hè phố, mỹ quan khu vực trung tâm thành phố đã được sắp xếp và đi vào ổn định, đảm bảo lối đi dành cho người đi bộ thông suốt, an toàn. Trong thời gian tới, quận 1 tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký, thu phí sử dụng tạm thời một phần hè phố theo danh mục 52 tuyến đường do Ủy ban Nhân dân quận ban hành. Đối với phần mềm tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời hè phố quận 1, hiện đã được nâng cấp và bổ sung thêm 4 nút chức năng để người dân dễ dàng thao tác như nút gia hạn đăng ký sử dụng hè phố, nút đánh giá sự hài lòng, nút dành cho cán bộ quản lý và nút con robot chuyên về quản lý theo quyết định số 32